cái món bát Thái mấy đứa du lịch trộn lên ăn đó. Này là tôm dùm. Thích ăn gì ăn? Chọn cái chanh đậu phộng bắt chanh vô ăn cái giá giòn như nè. Ok, let's go. Right. Món cơm chiên trứng với tôm hải sản. Hôm nay ông ăn ông diễn dễ sợ. Bắt đầu cái kiểu ăn vô xong rồi mắt liêm 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 phê người ngon quá ngon quá. Nó anti fan nó chửi anh chết. Nhưng mà theo em nghĩ là review không có diễn. Đúng rồi. Anh đâu có review. Mình phải mặc không sợ quậy. Mình giả bộ hững hờ gì. Rồi, thôi mình ăn tôm dùm nè. Quay lại vấn đề mình ăn tôm dùm. Mình đang ở chợ Cha Tú Cháp. Ăn món tôm dùm. Tới chợ Tơ Chi Chát ăn món tôm dùm nè. Kia là món bát Thái. Hai món cơ bản nổi tiếng. Hy vọng là đây à, có sa tế nè, chưa gì là thấy cay rồi đó. Có bò viên, thịt heo, có hủ tiếu. Đưa vô, đưa miệng vô. Khác mấy chỗ kia không? Khác luôn hả? Hay mình ăn thử miếng anh. Đúng rồi. Cái này chua chua nè. Cây cây. Mà ăn hàng ở đây không biết là có đúng hương vị gốc không. Này, đây là cái bên hông của chợ Tân Trác, cái cổng vô. Hai, mình ăn đây. Cái món ở đây giá là bát Thái thì 100 bạc. Tôm dung này 70. Mình trả giá nó chửi vô mặt mình. Nhưng mà mình cũng có đã cố gắng trả giá rồi. Rồi ăn đây.